Tính xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá tầm tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 18 cây cầu nha anh em. Thì 18 cây cầu này 18 cây cầu cắm gốc, chuyên cho anh em câu dít, câu trên ghe, bè, thuyền, săn hàng. Rồi đếm vô cụ thể từng cây trên anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không clip lên đó, anh em gửi về cho em. Rồi cảm ơn anh em. Lên cây thứ nhất em tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần của Daiko nha anh em. Cần Daiko. Thì cái này một cây Daiko nội địa, cần máy ngang nha anh em, cần máy ngang Daiko nội địa. Fan là fan full seat. Đây. Đó, nguyên bộ fan seat. Thì cây này có xước sắt nha mọi người, xước sắt li ti. Đó. Đây, xước li ti nha mọi người. Đó. Thì có xước sắt nhưng không ảnh hưởng được tới phôi nha, một cây Daiko. Đây nè, thông số nó đây. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Nó tải mát là 90g, nhấc bổng là 5,5 kg nha anh em. Đó, hàng Daiko nội địa Nhật. Fan Fujitsu máy ngang. Thì cái này nặng là 253g, đọt 2,7 nha anh em, nặng 253g, đọt 2,7. Cái này chiều dài thu gọn của đọt á là 1m4 nha anh em, 1m4. Tất cả đều ok hết, không lỗi lầm. Ngoài mấy cái sức dâm nhỏ nhỏ này mọi người đó, đây đây cô ngoài sức dâm nhỏ cắt xin là từ 2 đến 20 đến 60 gram, tải dây từ 12 đến 16 lb nha anh em. Đó, chất liệu carbon, fan là fan full seat mọi người. Thì cái này chia anh em đánh biển đánh đáy săn hàng, đó khá là cứng nha anh em. Nhấc bổng 5 kg. Bát Fuji tam hoàng. Rồi giá cây thứ nhất giá là 1,6 triệu nha nè, 1,6 triệu cây thứ nhất. Tiếp theo cây số 2, thì cây số 2 em lên cho mọi người là một cây, vẫn là một cây hàng nội địa, một cây hàng của Wally Hill nè. Wally Hill thì cây này vẫn một cây cắm gốc máy ngang, chuyên cho anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền. Thì fan vẫn là fan Fuji Sit nè, fan Fuji Sit. Thì cây này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1. Fan full seat nha. Keo chỉ ok nguyên zin. Bu là dạng bu môi chè nha anh em, bu seat môi chè. Ngoại hình cây này thì đẹp rồi, ngoại hình cây này đẹp. Có cây Daiko đó thì nó xước sát một tí. Đây, bát là bát Fuji nha anh em, bát Fuji. Tem hoàng đầy đủ. Thì cái này nặng là 360g, đọt 2,8 ly. Dài 2m1 nha anh em. Đó, chiều dài thu gọn của đọt này là 1m5. Giá công khai cây số 2 giá là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu cây số 2. Thì cái này em không thấy thông số tải của nó chỉ để là M thôi. Đó. Cái tương đối cứng. Cái này tải ra tầm khoảng 100g nha mọi người, 100g, 150g, tương đối cứng nha. Đó. Đó cảm nhận của riêng em. Nó không có thông số nên em không có đọc. Rồi, tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần máy đứng, cần một khúc nha anh em, cần máy đứng một khúc. Thì cây này một cây hàng của thương hiệu Đeo nha anh em, Đeo. Thì một cây thương hiệu Đeo nội địa Fuji Sepen. Đó. Bát là bát Fuji vỏ gỗ nè mọi người. Đó, rất là đẹp luôn. Thì cái này dài 1m8, nó tải mát là 40g nha anh em. Lua từ bè. Lua lai từ 8 đến 16 lb nha, nhấc bổng là 3 kg. Fan này nên fan là fan Fuji Sit nè, fan Fuji Sit. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Đó. Tương đối sạch sẽ. Bu chống sắn luôn, bu sit màu chè nha anh em, bu sit màu chè, chất liệu carbon. Cái này về cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, anh em có thể lấy cái này lua lóc cũng được, lua lóc rất là ok luôn. Đó, test tổ công cho anh em xem luôn. Fan ok nha mọi người. Thì cái này dài 1m8, nặng là 180g, đọt 2,3 ly. Rồi giá công khai cây số 3 giá là 1,2 triệu nhé, 1,2 triệu cộng tiếp. Tiếp theo cây số 4, thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cần của Grumet, hàng Grumet đây. Đó. Thì cái này em lấy từ thị trường Nhật về, chất liệu carbon sẵn ít. Bát thường, fan thường nhưng phôi phôi carbon đây nè. Đây còn rất là mới luôn nè. Hàng cắm gốc nha anh em. Hàng chiên anh em câu dít bu thường luôn. Carbon sẵn nha anh em, carbon sẵn. Thì
Cái này dài là 1 mét, để em xem. Cái này dài 1m8 anh em, dài 1m8. Nó tải mát là 180g, tải mát PE là 1.5 nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 200g, đọt 2 ly. Rồi. Giá công khai cây số cây số 4, giá là 900 nha anh em, giá 900 cây số 4. Đây nè, càng nhìn góc là ok nhé. Sáng nhất carbon. Tiếp theo cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần Minecraft. Thì cây này chiên cho anh em chắc đánh lóc. Đây, đánh lóc rồi. Cây này hơi dài so với cần bè. Thì cây này dài 2m1 anh em. Cái này dài 2m1, nặng 159g, đọt 2.3 ly, chất liệu carbon. Đó. Thì cái này nó tải mát là 42g nha anh em, tải mát 42g, tải dây PE là PE số 3 đến PE số 8. Bát là bát Pussy, fan là fan Pussy Akunai. Đó. Đây nè, nguyên bộ Pussy Akunai nha. Thì ngoại hình cái này đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp, không có xuất sắc gì lớn hết. Bu Fuxi luôn. Cái này về anh em đánh lóc nè, đánh lóc, đánh chẽm. Anh em có thể câu trên bè, trên ghe cũng được, rất là ok luôn. Đó. Thì đọt, chiều dài thu đọt, thu gọn của đọt nó là 1m68 nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 10, cây số 5, giá là 1.4 triệu. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người là một cây Ryobi, một dạng cần cắm gốc lở nha anh em. Bát là bát Fuji Tâm Quang, bát gold luôn. Đó, rất là đẹp. Chất liệu phôi là chất liệu carbon. Đó. Phen là phen chân cao nha anh em, phen chân cao Fuji. Đây. Nhìn bộ phen nó đây anh em, bao ngầu luôn. Đó, rất là đẹp. Phen 30 nha anh em, đề bà 30, phen chân cao. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Ngoại hình tương đối sạch sẽ đẹp nha mọi người. Đó. Fan thì đẹp rồi, phải chơi. Buông chống sắn, buông xít luôn nha anh em, buông xít luôn. Đó. Bộ fan là ăn tiền của fan luôn nha mọi người. Cắm gốc lở nha. Thì cái này dài 1m8, độ cứng là MH. Nó tải mồi từ 10 đến 50g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Thì cái này tải mát của nó là 4kg nha anh em, nhấc bổng á. Đây mã code đầy đủ, cây này hàng của Korea xuất Nhật nha. Thì cây này là một cây cần Ryobi hàng Korea xuất Nhật. Đây, nó đây. Tên tuổi đầy đủ, mã code đầy đủ nha anh em. Fan là ok hết. Test tổ công nha anh em. Đó. Anh em có thể đi câu lúa, câu ghe trên bè trên thuyền, câu dít. Thì cây này nặng là 148g, đọt 1.7 ly, dài 1m8. Giá công khai cây số 6, giá 1.6 triệu nha nè, 1.6 triệu cây số 6, fan ok nhé. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây cần cắm gốc, hàng chi anh em câu trên ghe trên bè trên thuyền, câu ngâm. Thì cây này dạng săn hàng, đó. Thì cây này dài là 2m28 nha nè, dài 2m28. Cây này, một cây cần Ryobi, đó, Ryobi dài 2m28. Thì em không thấy nó để thông số tem sức đầy đủ nha anh em. Thì fan đề ba nó là fan 40 nha anh em, fan đề ba 40. Đây. Đó, fan xít. Fan chân cao đề ba 40. Đó, bộ fan cực kỳ dày luôn. Cái này dạng săn hàng rồi. Đó, em dùng hai tay em đè nó mới cong đây. Đó. Cái này mà so với cần hai khúc thì cái này nó cứng ra tầm khoảng 120 nha anh em, 120 150 á, rất là cứng luôn. Thì đây, cái này nó có xuất sắc nè mọi người, xuất sắc đi tiên nha. Fan thì em bao ok cho nha mọi người, fan chỉ bao ok hết, bao lỗi. Đây, nó xuất sắc nha anh em. Này không ảnh hưởng tới phôi nha, nó xước lớp sơn ngoài thôi. Keo ok, fan ok hết nha anh em. Bu và bu. Bu xít môi trời, đó. Thì dạng gần này chia anh em câu ngâm, săn hàng, đánh trên ghe trên bè trên thuyền. Đó. Câu cha câu... anh em có thể câu trên bè dạng câu cá cha, câu dầu đếm á, rất là ok luôn. Đó. Đánh dít biển cũng được, vì cái này nó không có thông số tải mồi nên em không đọc nó cần khá là ok. Thì cái này nặng là 325g, đọt là 3 ly, dài là 2m28,
thu gọn chiều dài của đọt là 1m79, giá công khai cây số 7, giá là 1.6 nha nè, 1.6 cây số 7. Dàn phen cái này cực kỳ xịn nha mọi người, đó. Lấy về dựng lại cũng rất là ok. Rồi, tiếp theo qua bên đây. Qua bên đây sẽ qua nguyên lô Daiko. Đó. 3 cây Daiko liền kề nha, 4 cây. Thì tiếp theo là cây số 8. Cây số 8 lên cho mọi người một cây cần của Daiko. Thì hàng Daiko chất lượng thì anh em khỏi bàn. Đó. Đây. Một cây cần Daiko, đó. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Tải mồi từ 20 đến 60 g, dít web nó nè. Dít mát của nó rơi tầm khoảng 90 g nha anh em. Đó. Thì cái này nhắc bổng là 5 kg. Thì cái này like từ 12 đến 16 lb. Phen vẫn là phen Fuji chân cao, dạng Fuji xít nha mày. Nha mọi người, đó, 30. Fuji rất là đẹp luôn. Bu ok hết. Bu mà chạy. Mọi người, rất là xịn sò nhá. Thì ngoại hình cái này nó vẫn có xứ sắc li ti nhá, không tránh khỏi nha mọi người. Xước mấy điểm dạng chốc sơn nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì tới phôi hết. Đó, ngoại hình thì tương đối ok. Đó. Thì cái này bát là bát Fuji tâm vàng, bát gold luôn. Thì cái này nặng là 267 g, đọt 2.8 ly, dài là 1m98. Thu gọn chiều dài của đọt là 1m4, giá công khai cây số 8, giá là 2.2 triệu nha anh em, 2.2 triệu cây số 8. Cần khá là ok anh em, cái này chia cho anh em câu dít nha anh em, dít biển. Câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, phôi cực kỳ chuẩn. Tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng của Daiko. Đó. Thì cây này dài 2m1 nha anh em, dài 2m1. Bát vẫn vậy, bát Fuji Gold, phen là phen Fuji chân cao. Thì cái này dài 2m1, tải mồi thì 15 đến 50 g, tải mát là 70 g nha anh em. Đó, cái này chưa nhấc bổng là 4 kg. Thì cái này tải dây từ 10 đến 12 lb nha anh em, 10 đến 12 lb. Đó, đây cô hàng nội địa. Phôi thì bao chuẩn rồi. Đó, có ngoại hình thì nó xước sát nhẹ một tí đây. Thì cần nào xước sát thì em nói anh em xước sát. Sao thì nói vậy. Đó. Thì bán hàng về anh em kiểm tra, nếu em nó phôi xuất sắc li ti thì anh em về kiểm tra ok xuất sắc li ti, mà nó xuất sắc ảnh hưởng tới phôi thì anh em trả về cho em. Đó. Keo chỉ ok hết trơn nha anh em, không có phen nào nhúc nhích đâu, phen ok nha mọi người. Đây, test độ cầm anh em luôn. Thì cái này nặng là 240 g, đọt là 2.8 ly, đọt là 2.6 ly. Thì dài 2m1, chiều dài thu gọn của đọt là 1m63 nha anh em. Rồi, giá cây số 9, giá quán là 2.2 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 là một cây hàng bạo lực chuyên đánh đáy. Nó còn túi nữa nha mọi người. Hàng Fuji Japan. Bát là bát Fuji Gold. Phen là phen bóm nha anh em. Dạng phen bóm, phen 40 luôn á. Để 340 phen bóm luôn. Bộ phen nó nhìn bộ phen từ xa này mọi người. Cực kỳ ngon. Thì cây số 10 là một cây cần Daiko, dài 2m28 nha anh em, dài 2m28. Đây, chuyên cho anh em đánh đáy câu dít biển, câu săn hàng. Thì cây này dài 2m28, tải mát là 10 kg nha anh em, nhấc bổng là 10 kg nha anh em mọi người. Tải mát của nó là 170 g. Thì nó tải từ 35 g đến 120 nha mọi người. Nó cắt tin like từ 25 đến 30 lb hàng Daiko. Keo chỉ ok hết nha anh em, keo chỉ ok hết. Phen là phen Fuji Sheet 40 D3 mọi người. Nguyên bộ phen Sheet ok hết. Thôi anh em, thôi của Daiko đây. Đó, dạng sẵn cargo, sẵn chìm nha mọi người. Đây, nó xước sát nhẹ nha. Nó cần xước sát nhẹ. Ngoại hình tương đối ok. Buông môi chè. Đó, bộ mà chạy bu xích là cực kỳ dày luôn nha anh em. Đó, bao dày. Hàng này chuyên đánh đáy nha, săn hàng. Thì cái này nặng là 1 410 g, đọt 3 ly 2, dài là 2m28.
Chiều dài thu gọn của đọt là 1m6 nha anh em. Đó, rồi giá công khai như số 10, giá là 2,8 triệu nha, 2,8 triệu cái số 10. Tiếp theo cái số 11. Cây số 11 lên cho mọi người quẳng một cây hàng của Daiko. Đó, hàng Daiko. Thì cái này nó có xước xác nha mọi người, xước xác. Bass là bass Fuji. Japan. Fan là fan Fuji set nha, fan Fuji set phần bóng 30 bóp ngược nha mọi người. À, chân đen nhá. Đây, fan nó đây. Đó, fan set thích nha anh em. Thì cái này dài là 1m8 nha anh em. Dài 1m8. Anh em, nó có dứt từ 65g đến 120g. Lai từ PE số 2 đến PE số 4 nha anh em. Đó. Đây, cái này hồng số gõ đây, tem nó đây. Thì nó chỉ bị xước xát cái này thôi nha anh em. Đó. Phần này. Phần này bị xước xát không ảnh hưởng tới phôi nha. Thì phần này chắc nó do ảnh hưởng cho nó cạo vào thành bè thiền đó mọi người, nó bị xước xát thôi. Phần cái tay ok cho nha mọi người. Nó không lỗi lầm. Phần xít nha anh em, rất là đẹp luôn. Bô chống sắn nha, bô độ cao chống sắn. Ok hết nha. Thì cái này nặng là 230g, đọt 2 ly, dài là 1m8. Thu gọn chiều dài đọt là 1m28, giá công khai cái số 1 giá là 2 triệu nha anh em. Cái này chia cho anh em dứt biển nha, dứt biển câu trên ghe trên bè trên thiên. Đó. Test luôn. Test đầu công cho anh em nè. Đó. Em test góc 90 độ nha anh em. Đó. Rồi. Cái số 12 anh em. Đó, tiếp theo cái số 12. Thì cây số 12 là một cây cần chiến dít nha anh em. Đó. Thì cây số 12 là một cây cần nội địa Japan. Đó. Ngoại hình tương đối sạch sẽ, bát là bát Fuji tem vàng. Thì cái này một cây cần của T-Fi. Không biết em đọc có đúng không. Thì cây này dài 2m28 nha anh em, dài 2m28. Thì nó tải mồi từ 15 đến 30g. Tải dây từ 12 đến 16 lb. Phen là phen Fuji Seed nè, phen Fuji Seed phần bóng. Mọi người, đó. Thì cái này cái action của nó rất là ok luôn, nó dạng dẻo quá mọi người. Đây, bô Seed nè, bô Seed màu chày. Ngoại thành tương đối sạch sẽ nè, tương đối sạch. Nó có vài điểm xước như thế này, đó, bị xước như thế này, xước nhẹ thôi nha anh em. Đây. Đây, chốc lớp sừng bóng thôi, đó. Thì cần xước thêm so với mấy chỗ trước cho anh em. Đó. Phen chỉ kêu ok hết nha anh em, rất là chắc nha. Đây, xước nhẹ thôi nha anh em. Đây, test độ cong cho anh em luôn. Đó. Thế này đây, đó, nó tạo action cho mồi rất là ok nha anh em. Đó. Ngoại hình tương đối sạch. Thì cái này nặng là 282g, đọt 2 ly 2, dài 2m28. Chiều dài thu gọn của đọt là 1m83, giá công khai cái số 12, giá là 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu cái số 12. Đó, nguyên bộ phân xít cực kỳ xịn nhé. Tiếp theo cái số 13. Thì cái số 13 em lên cho mọi người một cây hàng khá thương hiệu. Đó. Các bạn sẵn đây. Đó. Thì cây số 13 em lên cho mọi người là một con Zenith. Đó. Thì con Zenith này ở bên Nhật họ bán cực kỳ giá, cực kỳ căng luôn nha anh em. Đó, giá cây này cây nội địa nha mọi người, nội địa 100% luôn. Bass là bass Fuji tem vàng. Thì cây này dài 1m6 nha anh em, dài 1m8. Cây này dài 1m8 nha anh em. Đó. Thì nó nhích từ 60 đến 120g. Bê tải từ bê số 1 đến bê số 3. Foil là foil carbon, fan là fan Fuji Seed. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Ngoại hình thì em bao, cái này em bao. Đó, rất là ok nha anh em. Keo này keo nguyên zin của bên bản nha mọi người. Đó, keo nguyên zin đây, nó còn lớp chóc chày của keo nữa nè. Đó. Đó. Bu seed nha anh em, bu seed màu chày. Ngoại hình tương đối rất là sạch nha anh em, cái này rất là sạch nhá, đẹp đẽ. Không xước xát gì nhiều hết. 1m8 chiều dài cực kỳ chuẩn. Voi rất là ok nha anh em. Test đầu công. Thì cái này nặng là 256g, đọt 2 ly 6, dài 1m8, chiều dài thu gọn của đọt là 1m31.
Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 2 triệu nha anh em, 2 triệu cây số 13. Tiếp theo cây số 14. Thì cây số 14 lên cho mọi người một cây Runmet nha mọi người. Đó, cây Golden Met. Thì cây này một cây cằn hàng của chính là xuất nhật nha anh em. Đây, hàng chính là xuất nhật, cằn sao thì báo anh em vậy. Thì có một số anh em đăng lên nói hàng Runmet này hàng nội địa thì em cũng không biết. Đó. Cần để sao em để báo anh em vậy. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Thì nó tải mồi từ 3 oz đến 4 oz lùa. Thì nó rơi tầm khoảng 84 đến 112 gram nha anh em. Đó. Tải mồi lùa từ 84 đến 112 gram. Nhắc mát được 4,5 kg. Tải dài bè từ bè số 2 đến bè số 3. Thì dòng cần này thấy anh em rất là chuộng luôn, chuộng dạng phôi được cao sóng ít nè. Đó, phen là phen chân ca, phen full sheet xít cực kỳ đẹp, phen dẫn nó cũng rất là ok luôn. Đó, carbon sắn nè, buông chống sắn, phen anh em cực kỳ dày. Đó, phôi tới đây dạng sắn ở trong nha mọi người. Đây, để xuất xác cái này nhẹ nha. Đó, càng soi sao em báo anh em vậy. Thì cái này nặng là 135 gram và 1m8, thu gọn chiều dài của đọt là 1m35 nha anh em. Đó, đọt là một ly, đọt là một, đọt là 2.8 nha mọi người, đọt 2.8. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 1.8 nha anh em, 1.8 cây số 14. Tiếp theo cây số 15, dòng bên đây là dòng cần cổ may giáp ráp nha anh em. Đó, tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 em lên cho mọi người là 15, 16, 17, 18. Rồi, cây số 15 lên cho mọi người là một cây cần Mazarab. Thì cây Mazarab một cây cắm gốc nha anh em, cắm gốc. Thì em lấy về lô này em lấy về được 4 cây. Thì 4 cây nó ngoại hình nó như mới luôn. Đó, có một số cây còn túi. Thì dòng này em lấy tại cửa hàng nha anh em. Đây, dòng Mazarab. Thì cái này một cây Mazarab dài là 2m19 nha anh em, dài 2m19. Nó lô mát là 460 gram. Đó, nó tải dây là dây 16 lb, bè là bè 1.5, bè số 3, nhắc mát là 2,5 kg nha anh em. Đó, nhắc bổng mấy mọi người, thì anh em cá tầm 10 kg là nhiều thoải mái luôn. Thì dòng cần Mazarab này rất là nổi tiếng bị cần lua. Đó, phen là phen bu là bu, bát là bát fuji nha anh em, bát fuji coi nữa nè, coi carbon nhá. Phen này là bài phen bấm nha nè, phen bấm chân đen loại xích, rất là đẹp nha nè, keo chỉ ok hết trơn nha mọi người, không lỗi lầm gì đâu. Lô Mazarab này em lấy về là cực kỳ ok luôn. Đó, bù buộc chống sẵn nha. Đây, dòng này về cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, săn hàng. Đó, anh em có thể câu đi lô cũng được, sách cần này đi luôn. Nó bất tiện một cái là nó cấm gốc, nhưng mà cái action, cái lực của nó rất là ok nha mọi người. Thì cái này nặng là 182 gram, đọt là 2.3 ly, dài là 1m, là 2m19, chiều dài thu gọn của đọt là 1m78 nha anh em. Giá công khai cây số 15, giá là 2.6 triệu cộng ship nha mọi người, 2.6 triệu cộng ship. Thì cái này ngoại hình nó rơi tầm khoảng 93-94% nha anh em, khá là mới nha, rất là mới luôn. Tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 vẫn là một cây cần Mazarab. Thì cây này còn túi nha mọi người. Đây, nó đây. Thì cây này dài 2m1, nó lùa mát vẫn là 60 gram, tải dây bè từ bè số 1.5, bè số 3, rắc của nó là 32 kg nha anh em. Đó, giá nó bán tại Nhật là 21.000 euro, đó ra tầm khoảng 4,5 triệu, 5 triệu từ Việt Nam. Cái đó là chưa tính tiền vận chuyển, chi phí hoa hồng về nha mọi người. Thì cái này em lấy tại cửa hàng nên ngoại hình nó cứng rất là ok luôn. Đây, rồi cho anh em. Nói chung thì ngoại hình nói 100%, 90% thì không đúng, tại vì nó vẫn có một số điểm xuất sắc nhỏ trong quá trình vận chuyển á, nhiều cần nó cọ sát với nhau mọi người, nó vẫn có xuất sắc nha. Đây, coi soi kỹ cho mọi người. Thì phen là phen đề ba là nòng súng nha anh em, phen đề ba nòng súng. Dòng cần này là dòng cần BE nha anh em, chuyên cho anh em có BE. Đây. Đó, BE.
ba cây cuối cùng như nhau luôn. Phen phụ xin nòng súng nha mọi người, phen dẫn là phen năm, phen cực kỳ chắc nha anh em, phôi ok, bu bu chống sắn nha, ngoại hình bao đẹp nha mọi người, bao đẹp luôn. Đây anh em giống như chỗ này, đó, xước chỗ này nhẹ nha mọi người, đó. Chỗ nào xước nhẹ thì báo anh em. Do quá trình vận chuyển á, nhiều cần nó ma sát với nhau nha. Phen này thì bao chắc rồi, đó, bao đánh luôn. Chuẩn cho anh em câu bia nha. Thì cái này chia cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, cái này em có thể câu chích, tu lô thoải mái. Thì cái này nặng là 172g, đọt 21 và 21. Thu gọn chiều dài của đọt là 1m7 anh em. Đó. Giá công khai cây số 16, giá là 1.8 triệu nha mọi người. Tiếp theo cây số 17. Cây số 17 quẳng một cây Myagrap còn full túi. Thì cái này dài hơn cây kia một tí, thì cái này dài là 2m19 nha anh em. Đó. Cây 16 có 2m1 à. Cây 17 là 2m19. Thì quẳng vậy. Đó. Mới keng. Thì cái này nó quẳng vậy, nó dạng cần đánh cho dây bia. Tải mát là 60g, lua từ 1.5 đến 3. Rắc là 2 kg 5. Đó. Rồi đây nha. Bao mới. Ba cây này em lấy về, bốn cây này em lấy về là bao mới với anh em luôn. Đó. Không có xước xác gì nhiều. Thôi ok, phen là phen dẫn đồng súng. Cái phen cực kỳ ngầu luôn. Thôi anh em, thôi bao đẹp nhá. Bộ trống sắn nè. Đó. Phen thế này còn gì bằng mọi người. Thì cây này em lấy ra được một cặp nha. Cây này còn túi và cây kia không có túi. Mày vào grab. Thì cây này nặng 175g, đọt 2 ly 1, dài là 1m19. Thu gọn chiều dài của đọt là 1m78, giá công khai cây số 17, giá là 2.8 triệu nha mọi người, 2.8 triệu cây số 17. Tiếp theo cây số 18. Thì cây số 18 với cây số 17 là một cặp nha anh em. Đó. Nhưng mà cây số 17 nó không, cây số 17 nó có túi luôn. Đó. Nhưng mà cây số 18 thì nó không có túi nên giá nó sẽ rẻ một tí, giá là 2.7 triệu nha anh em. Đây, đây nó bị xước xác nhẹ chỗ này nè, đó cây số 18 nha mọi người. Số 18 nó xước xác nhẹ chỗ này nè. Coi thì ok. Cái chỗ này nó do vận chuyển nó cọ ma sát mọi người, nó không có túi á. Tất cả còn lại ở trên đây ok, phen fuji nòng súng nè. Đó. Mọi thứ ok hết, không lỗi lầm. Hàng lấy tại cửa hàng. Bu trống sẵn, hàng chi anh em câu PE, sẵn hàng. Đó. Anh em cứ đánh đúng thông số kỹ thuật, đánh đúng dây bè của nó là ga dây vô tư. Chứ anh em đừng có sợ là phen nhỏ nó ga dây không xa. Rồi, giá con người hay cái số 18 giá là 2.7 triệu nha anh em. Nó cùng thông số với cây số 17. Ba cây này cực kỳ đẹp luôn, gấp 4 cây. Cực kỳ ưng, nhưng ba cây này được ba cây thông số câu bia. Rất là ok nha mọi người. Đó. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Rồi, đó là 18 cái cần làm lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt lên bảng số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.